Dạ Khánh Hoàng, các bạn đang xem trên kênh YouTube hôm nay ạ. Hôm nay thì em đang ở Tân Châu, thì cũng có thấy chị Tiền chị đang đi vô cái chùa Quan Đế Miếu đó cả nhà, để xin trái cây. Thôi, cô chỉ hiện tại khỏe hả cô? Dạ, hơi đỡ rồi, khỏe rồi. Hôm nay đi thơ thơ vậy đó, nhưng mà không có gì, nhà ngủ ở bên đây luôn mà. Ngủ rồi, ngủ ở đâu? Ngủ ngoài công viên, người chăn giỏng, chăn ngủ. Dạ, rồi đi bán giấy số phụ cô hay sao? Bán số thì tôi hai đứa con đó. Vậy đó, ai cho thì cô đem. Là sao với chị? Mình như ở ngoài mình thấy tụi nghiệp thì đưa số cho bán, nhiều khi nó đưa tiền, nhiều khi nó không đưa. Rồi nhiều khi là nó còn thiếu mấy triệu rồi chị cũng làm thinh luôn đó, để cho nó bán nó ăn đi. Cô không sợ lỗ sao? Không, tại vì mình thấy nó tụi nghiệp. Dạ, thấy chú hỏi người đó còn thiếu chuyện nhiêu. Chị còn thiếu cô nhiêu tiền? 5 triệu dữ gì đó. Dạ, lúc nó tỉnh đó, nó bán được cái đó. Hiện tại là sức khỏe của chị sao rồi, ổn chưa? Ổn rồi. Thấy hôm trước chị đi bên Châu Đốc quá chèn luôn á. Ẩm con đi ngoài nắng. Dạ, bé này nè, ẩm bé này nè. Chị lau lau miệng bé đi. Có chị Tiền là khoảng chừng độ khoảng mười mấy ngày quá. Mười mấy ngày trước là mấy anh em cũng chia sẻ về chị Tiền đi trên tuyến đường thuộc về núi Sam, Châu Đốc, ẩm con trai thì được mấy anh em đưa về để đi chữa bệnh đó chị. Hôm nay là sức khỏe ổn rồi, chỉ đang phụ cô đoán giấy số thôi nha. Rồi thường thường là cô đưa cho chị nhiêu tờ giấy số? 28, cô đang đếm 30 tờ đi bán hết rồi lấy được. Dạ. Có đưa nhiều sợ nó lạnh, nhiều khi nó ăn hết luôn nữa, ăn hết mà nó không biết ăn hết chừng nào mà phải không trả lời. Cô cũng như là quen thôi chứ không có bà con vậy ha. Còn ngoài ngoài chị này cô giúp còn ai cô giúp đâu, như là đưa giấy số bán kiểu này nè. Không, mình đưa không, mà mình thấy nó vậy là mình đưa. Chỉ có mình anh chị này thôi ha, chứ không còn ai ha. Bởi vì dạ, mình thấy có tội nghiệp giảm con gì là mình thấy mình cúng luôn thôi. Đáng giờ dặn tiền ơi, tự đổ chứ chưa trúng nha. Bố vợ dạ đó. Bố nha. Chào chị ạ. Chị không? Em quay YouTube. Đi nhớ nãy hả? Dạ. Tụi hổm mấy anh em kia cũng quay giúp chị đi bệnh viện gì đó. Thấy tao tội lắm chú ơi. Để kêu anh mua số. Mua giấy số hả? Nói sao chứ? Nói sao cả. Em trai mua giấy số giùm chị hay sao? Mua giùm nha. Rồi em sẽ mua giùm ha. Dạ, mua giùm cho 5 tờ ha. Cô lấy giùm con đi, con lấy giùm con ha. Tụi nghiệp đi thôi, chứ mình thấy nó dục tập. Dạ. Hết đi rồi, bắt tôi nữa. Bữa nay cái gì chơi dạp đó? À, chùa ông cũng. Chùa ông hả? Dạ con. Có rồi. Nói lại đi. Có tiền không? Có tiền không? Không, người ta không đổi, con có tiền. Có đâu đó, đó. Có mấy ngàn sao vậy rồi, ta bán rồi sao đâu có tiền đâu thôi. Ngày là cô bán nhiêu tờ vậy cô? Cô riêng cô là cô bán nhiêu tờ? Hả? Riêng cô là bán nhiêu tờ chứ số? Nhiều đó. Nhiều ha. Rồi chỉ đi bán gì rồi, mẹ chị có biết không cô? Biết chứ, bà đâu có nuôi. Bán ở đây tâm sự với em chút hả đi. Đứng đi lên ngồi nè, cho bé nghỉ mạch chút đi. Nãy giờ cho con mình ăn gì chưa? Cho con chị ăn rồi hả? Sữa. Em thấy hiện tại thì cái sao cái chán của bé nó sưng dữ vậy chị? Thấy. Ồ, té u hai cục luôn á cô. Té u ở đâu nữa mà lỡ nói mình té. Nói chung nha, chị thấy chị vậy đó, chị đưa số cho bác nha. Mà nó ăn nó cũng biết, thiếu nợ mình nó cũng vẫn biết chứ. Gì đó. Chứ nó không quên. Nhưng mà nhiều khi khùng lên là dục hết. Hiện tại mấy đứa con lớn của chị giờ đã đâu rồi con? Đó bên nội đó bạn. Rồi. Đó bên nội mới xong nè. Sao chị không đi về với gia đình mình đi? Về, về với chồng. Có về với gia đình nữa. Về với chồng á, với chồng nuôi. Có. Khi tỉnh thì về, không tỉnh thì đi vậy đó. Đi ngoài nắng này rồi nhỏ nó nhiều khi nó bệnh rồi nè. Kêu gì đó chủ không? Không, không? Không phải là cho đi về cho ông gì bệnh. Dạ. Làm gì sống là gì? Không biết sao. Rồi cái tối ngủ có mùng mệt gì không? Có. Có. Bé nó còn nhỏ quá, không mấy gì về gì gửi cho bà ngoại gì đi rồi mình đi bán vé số kiếm tiền rồi chiều mình về. Thấy rồi. Chứ mình đi gì hoài á, tội nghiệp nhỏ. Thấy rồi. Dạ. Rồi nói chuyện tử tế đi con. Đeo hôm nay đeo vàng cũng khá là nhiều á, bà con cho mình hay là tự mua?
Tự mua. Tiền đâu mua? Tự mua. Tiền đâu á, tiền ở đâu mà mua? Đánh cái số mua. À. Lấy tiền giấy số mua. Lấy tiền giấy số đi cái đồng lại của cô này chị mua luôn hả? Ừ. À, nhà cô gần đây không? Dạ. Gần đây hả cô? Dạ. Nói chung nha, mình thấy tội nghiệp cô, chú ơi, giờ chị đưa vậy thôi. Dạ. Mình có nghĩ tại vì nhiều khi á, mình thấy mình khô, người khô mà còn dịch chậm. Chứ đừng nói người khùng. Nó khùng vậy mình nó biết đồng tiền mà nhưng mà từ từ mà cái khi nó trả không chừng nữa. Dạ. Khi nó có trả, khi nó không trả là cái chết là nó ăn hết rồi. Nó quả lên nó dục luôn. Vậy đó. Khi nó trả mình đã cũng đàng hoàng lắm. Cũng năn nỉ. Cô có biết nhà của chị tiền không? Biết. Biết luôn ha, con biết mẹ chị luôn hả con? Biết luôn, mẹ nó thì không có được chứ bà già chồng được. Dạ. Mẹ nó còn tính toán chứ còn bà già chồng nó rất tốt. Bà già chồng nó nhà kiến rộng rãi. Chị dạ. Chị tiền năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 30 mấy thì 34. 34 tuổi hả? 34 rồi. Gần 40 tuổi rồi. Dạ. Được mấy người con hả chị? 3 người. Bé này là út luôn ha. Bé mới đi ha. Dạ giọng dạ. Xe đó nghe chị. Chị đâu bà, đi bán hả? Ờ, giờ chị được mấy cái số rồi nhờ. Bye bye con. Dịnh nó vô chị, xe đó. Tối tối là ngủ vô công viên. Dạ tối là chị dần giọng ngủ công viên hả chú? Vô đây, chị dẫn bé vô đây đi. Ờ. Tuy là chị bị bệnh đó, con thấy là chị thương con dữ lắm luôn á. Tuần đầu thằng cha là thấy ngủ ở ngoài. Dạ. Chú đi tuần tra thấy á. Bé, nãy giờ chị cho con chị ăn gì vậy? Uống sữa à. Không cho ăn gì sao? Uống sữa. Ờ. Ở đây đâu có gì đâu. Có biết nói chuyện chưa chị? Biết rồi. Đây. Mấy tuổi rồi? 3 tuổi rồi. Anh này đỡ dữ lắm rồi. Mặt tèm lem chưa nè kìa. Ôi, nói chuyện gành luôn kìa. Ngồi đi kìa. Con nhiêu tuổi rồi? Nhiêu tuổi? Nhiêu tuổi? 3 tuổi. 3 tuổi? 3. Trời ơi. 3 tuổi. 3 tuổi. 3 tuổi. Nó 3 tuổi. Con thấy lúc trước mình đi quay á, con kiếm chị đang quay, mình chia sẻ mà không thấy. Hôm nay thì hôm qua đây á, qua đây quay cái miếu đây nè. Thấy chị nhìn biết. Nó cũng diễn quay, quay con cháu. Thấy nó cháu, con cháu ở đây nè. Nó không có giật chọc người nào hết trơn á, mà nhiều khi á, ông thầu dưới kia kìa. Quay ổng à. Nó thiếu chỉ có 1 ngàn, nó thiếu chỉ có 2 ngàn bạc mà tao không đưa số cho nó bán, mới đeo cho cô không. Thiếu 2 ngàn bạc mà tao không đưa số cho nó đâu. Sao thiếu 2 ngàn tao không đưa luôn hả con? Ờ, hỏi nó đi gian luôn á. Kỳ vậy ta, 2 ngàn mà không cho. Tao nói cho chú nghe coi, có gì không? Có. Thiếu nhiều. Có 2 ngàn. 2 ngàn mà tao mấy số cho chị hả? Không hết số hả? Đấu giờ thấy không? Đấu giờ là... Trần... Chị thấy vậy chị đưa luôn đó, chị đưa cho nó mới lỗng nợ vậy đó. Mà tiền mặt nó giao còn thiếu... Để chịu nó không đưa luôn. 2 ngàn là không có giao. Không giao luôn. Dạ. Nó cũng cho bác luôn. 2 ngàn không giao. Chị thấy tụi nghiệp đó là trời. Giờ số nó đắt lắm. Ý ông Sáu, ông giàu sao mà ông thấy nó thấy không có 2 ngàn. Giờ số nó không cho. Số giờ... Còn tôi nè, nó thiếu nhiều rồi. Hỏi nó coi thiếu nhiều rồi mà tôi... Mày thiếu tổng cộng của gì tác bao nhiêu tôi nói coi. 5 triệu. Để nó vậy, dịnh đó. Chị giặt thành thịt cho nó bán luôn. Dạ. Trời của nó. Thôi như mình làm phước đi. Đó, con là... con cái thôi nó được phước. Mình nói thì mình nghĩ là con trai mình nó bắt buộc còn hơn nữa. Mình dạ. Thôi trời cứu nó đi. Chị nghĩ vậy thôi, chị không nghĩ gì chứ. Chứ giờ chỉ khổ vậy mình gán rồi giúp tay thôi. Giúp chị. Nhiều khi nó bán người ta coi tiền nhiều quá lỡ cái gì tám ơi con trả về đúp cho gì nên trăm, họ trả nhiều hay nó trả trăm. Đâu mày nói cho chú nghe có phải không? Tưởng đâu trả nhiều hả? Ừ. Trả đúp luôn hả? Ừ, trả đúp là cám ơn, trả đúp cho bạn 100 ngàn. Dữ vậy. Chị cười luôn. Con nó chạy theo mình không ạ? Hôm trước là chị đi điều trị bệnh ở đâu nhớ không? Nhớ chứ à. Cao Lãnh hả? Cao Lãnh thì là cái bệnh viện gần chợ ông Bầu luôn á. À, đúng rồi, chị mà nói luôn nè, con nhớ chị lắm quá. Đây là thấy chị khỏe hơn nhiều đó, hỏi rồi biết hết luôn.
Dạ. Nó nói nhà chị Tám ơi, con bệnh đó, con ở nhà thương ở dưới, sao gì không đi thăm con nhớ gì quá. Dạ. Nó nói nè, ta hỏi mẹ mày không biết mẹ ở đâu chứ sao đi thăm. Mình thấy nó tội nghiệp. Mẹ ruột á. Ờ. Mình hỏi mình đi thăm nó đó, mà nó nói ra không biết ở đâu chứ, mà biết đâu cho về thăm. Dạ. Mình hỏi tới mẹ nó mà mẹ nó còn giấu. Bà kỳ lắm, mà mẹ nó kỳ lắm. Có tiền thì còn mẹ không, không tiền là coi nhỏ mẹ cái gì chứ. Nhưng ta là theo nó là theo dẫn cái gì luôn, bà không có dẫn, không có tấn. Dạ. Bỏ lý luôn, hay là... Con nhỏ này mê cha, mê chồng đó đó. Rồi bỏ luôn, mới ghép bỏ tôi. Dạ. Đi bán đi con. Thôi đi, hai mẹ con đi bán đi. Ok, đứng chỗ cho ông nè. Chỗ cho ông nè, đứng bán họ, ta vô, ta cúng lại rồi đó. Dạ, hai đứa đứng chỗ này nè. Cúng lại cho ông đi. Lại cho ông, việc có lắm, lại người lớn. Tại thì Khánh Hoàng đang ở... trước mặt là sông Mê Công đó cả nhà. Đấy, chỗ đó rất là lớn luôn. Cái hướng đó đi về đâu vậy chú? À, cái hướng về về miền. À, miền mình qua bên đó là tới Campuchia ha. Dạ. Yeah. Ở chân cái dồi này rất là bự luôn cả nhà. Trên đó là tao là thái, đầu đá lậu. Ở phía bên đây thì cái miếu của quan đế miếu. Đế miếu lắm. À, đế miếu lắm. Thì em đến đây cũng ghi hình cái miếu á, cũng gặp chị Tiền, cũng sẵn chia sẻ đến quý cô chú anh chị luôn. À. Cái miếu này lên. Dạ, cái miếu này là, thì đúng như người ta là làm ăn khá giả là dạ. Miếu này. Hiện tại thì cái miếu khoảng 14 15 16 đó nha, rất là đông cô chú anh chị ở khắp nơi đến đây để cúng viếng. Và bữa 16, đặc biệt bữa sáng 16 á, là có ghi lễ rất là lạ luôn. Lạ lắm, lắm. Chắc có lẽ là ở Việt Nam chỉ có đây thôi. Để gọi là hành xác là cô chú anh chị. À, lúc mà lên xác á, thì những vị mà có cái căn á, họ sẽ đi vào được trong trong miếu. Đó. Là sẽ đóng cửa lại. Những người mà đi chảy sau á thì họ sẽ không được vào. Đó, lúc đó phút giây rất là hợp luôn chị. Em cũng đến đây chia sẻ đây nhé. Mong là sẽ quay được cái khoảnh khắc đó và chia sẻ đến quý cô chú anh chị luôn. Dạ, mình đi vòng vòng mình bán gần miếu nè. Hồi nữa khách đến cúng rất là đông, nãy em ngồi đây thì nhiều lắm. Bán mà hết trơn rồi. Dạ. Một trăm vé nhầm nhòi vậy. Dạ, ta thương mà. Thôi giờ em chúc chị nhiều sức khỏe nha. Dạ, lo cho mấy cháu. Dạ, dạ. Em cũng chào quý cô chú anh chị, hẹn gặp lại video lần sau ạ. À. Dạ, dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.